trai nơi chiến tuyến, súng trên vai vững về qua đường phố. Tôi ngàn gặp mày, giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường, lối gầy về nhà anh hoa vườn thắm màu xanh. Tôi lại gặp anh, trời đêm nay sáng quá, ánh trăng treo thế tươi sau ngàn lá. Tôi lại gặp anh, đường khuya vui bước nhau, kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối gầy về nhà anh hoa vẫn ngỡ, kỷ niệm từ ngày xưa anh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó, mà anh vẫn còn đây sau cuộc đời hôm nay với bọn mình. Quý vị đang trở lại với video test bộ dàn karaoke trị giá 26.300.000 cho anh Điệp ở Ninh Bình. Mọi chi tiết mua hàng lắp ráp các bộ dàn có âm thanh, quý vị liên hệ số điện thoại hiệu audio 0374684491. Kính chúc quý vị một buổi tối nghe nhạc hạnh phúc, ý nghĩa và bình an. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, thì một mùa cuối năm đang đến đó, Tết cũng sắp đến rồi đúng không ạ, rất là nhanh đúng không ạ. Đó thì các bác lại tiếp tục liên tục những cái bộ dàn karaoke âm thanh mà các bác đặt bên hiệu Ro, thì bọn em đã lắp đặt tại nhà khách cũng như là chuyển vào miền Nam, miền Tây đó, rất là nhiều anh em mua rất là nhiều những dàn karaoke âm thanh bên hiệu Ro, kể cả từ xa đến gần, vâng nhá, liên tục những bộ dàn karaoke âm thanh. Thì hôm nay một bộ dàn chuẩn bị đó, anh Điệp đã chuẩn bị trước cho bố mẹ để chuẩn bị hát Tết rồi đó, anh đã chuẩn bị trước 3 tháng đó, bộ dàn karaoke trị giá là 26.300.000. Thì nhà anh đã có sẵn là một con súp trầm bát 30 và anh bảo hiệu audio là chở một con súp trầm bát 40 đến, và hiệu PA mà bên hiệu audio bán rất là nhiều đó, anh bảo là thấy hiệu audio mắc ghép nhiều những con trầm như thế quá, nên là anh bảo là mang một con trầm đó đến, nếu mà hay thì anh sẽ lấy thêm một con trầm đó đó, thì bộ karaoke nó sẽ tầm khoảng trên dưới 30 một chút các bác nhá. Trên dưới 30 một chút. Bộ karaoke hôm nay 26.300.000. Trước tiên lắp đặt cho anh Điệp ở Ninh Bình, thì em sẽ test qua ở nhà một chút đấy, cho các bác thẩm âm về chất lượng âm thanh đó. Bộ dàn gồm một đôi loa HA12 Pro này đấy, và 5 thớt karaoke. Ở đây sẽ có sự mới lạ của con đẩy mới 688 Plus và một con quản lý nguồn SP10 đấy, rất là sang trọng và cao cấp luôn nhá, model mới nhất. Đi trở lại với thông tin khách hàng trong ngày hôm nay đầu tiên trước, một lúc nữa em sẽ đến chi tiết bộ karaoke nhé. Bộ karaoke của anh Điệp ở thị trấn Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình. Đấy, anh đã cọc trước 5 triệu bên hiệu Ro đi ạ. Đấy, đã cọc trước 5 triệu và anh đã gửi định vị đây. Đấy, đấy anh còn nói rõ là hôm đó xuống ráp thì em nấu cơm bên anh ăn luôn nhé. Đó, rất cảm ơn tấm chân tình của các bác đấy, được ngồi với anh em. Đây là con trầm nhà bác này, con bát 30 cũ này. Anh bảo mang con trầm kia đến thì chắc chắn là phải khẳng định luôn là nó chắc chắn sẽ hay hơn rất là nhiều và lực hay hơn, lực hơn rất là nhiều rồi. Đấy, em cứ mang đến để cho các bác test trực tiếp luôn. Đấy, anh đã gửi cái định vị đây các bác nhá. Gửi định vị đây. Đấy, về nhà anh từ bên hiệu Ro về nhà anh là 117 km. Đó, 117 km. Đấy, đây. Khách đã chuyển khoản là cọc trước 5 triệu được bác nhá. Đấy, anh Điệp, Đinh Hoàng Điệp chuyển khoản đây, 5 triệu đây. Đó. Đó, đây, rất nhiều khách hàng đặt hàng với hiệu Ro đây.
đấy thì thông tin chuyển khoản này, vâng, nhìn này, đặt rất là nhiều, cả đơn lẻ lẫn đơn bộ. Rồi ok, đi chi tiết vào bộ dàn cao kê trong ngày hôm nay, một đôi loa HA12 Pro này, bát 30 full 30, luôn luôn đôi loa quốc dân, bán rất là nhiều, chất lượng âm thanh thì em cũng chưa test đôi nào mà ngang tầm giá mà nó hơn đôi này cả. Có thiết kế quá sang trọng và chất lượng âm thanh quan trọng là chất lượng âm thanh cực kỳ hay các bác nhé. Kép vào bộ dàn thì miễn chê luôn. Đó. À, đến với các thớt karaoke trong ngày hôm nay này, một con là một bộ mic không dây T888 và lớn này. Đây gồm hai tai mic của nó đây. Hai tai mic đây, cầm cực kỳ sang trọng và chắc chắn các bác nhá. Đấy, nó không nhẹ tênh như mấy cái loại rẻ đâu. Đấy, các bác nhìn mic sự kiện của nó đây. Chất âm cực kỳ hay luôn, 6 số. Đấy, 6 số cao cấp các bác nhá. T888 và lớn, một con vang số Liker HA800 Pro. Bọn em đã setup toàn bộ phần số, phần cơ để các bác về lấy tô vít hai cạnh như thế này. Đấy, các bác linh hoạt chỉnh thôi, rất là dễ thôi. Đấy, thì các bác có tuổi hay là mới làm quen thì đều có thể sử dụng được nhá. Một con nâng tiếng VIP 68 này. Ở đây sẽ có hai sự mới lạ, đó là một con quản lý nguồn PS10. Đó, sẽ sử dụng hệ số các bác nhá. Hệ số, con PS10 này sử dụng hệ số ngắt tự động luôn. Đó, nó sẽ cải thiện hơn rất là nhiều cái đảm bảo cái độ an toàn, bảo vệ điện cho thiết bị các bác. Một con đẩy hoàn toàn mới chạy mạch Class H PK688 Plus các bác nhá, thay thế cho model là 650. 650 cũ, và cái này nó cũng không hơi chênh hơn rất là ít thôi, chênh hơn vài trăm, nhưng cải thiện về chất lượng âm thanh các bác nhá, cải thiện về chất lượng âm thanh. Đấy, nó chạy êm hơn, quạt êm hơn này. Đó, và chất lượng âm thanh nó sẽ có phần những cái linh kiện nó sẽ làm trong tiếng hơn các bác nhá. Đấy. AV Pro PK688 Plus, đây là model đẩy mới nhất của hãng AV Pro các bác nhá. Đã có mặt tại hiệu Audio rồi. Đó, một con đẩy này sẽ kéo thoải mái một đôi 30 và một đôi 20 loa lời nhà các bác, kéo thoải mái nha các bác nhá. Đó. Một karaoke trị giá là 26.300.000. Bọn em setup và mai bọn em sẽ di chuyển về Ninh Bình 117 km. Anh em sẽ có đội kỹ thuật riêng về lắp đặt tại nhà cho anh Điệp ở Tam Điệp Ninh Bình các bác nhá. Đấy, các bác nghe thấy ui ui hình dưới nhà không? Đấy là anh em đang test ở dưới nhà cái con trầm để mai chuyển cả đi để cho anh test tại nhà nhá. Đấy, nghe ở đây tức ngực luôn, và nghe qua video hơi khó chút, đau ui ui dưới nhà kìa. Đấy, bọn em ở đây sẽ là bán âm thanh là mấy tầng luôn để các bác có thể tầm âm. Đó. Đó, đây là bộ karaoke 26.300.000 và mang thêm một con trầm để anh thẩm nhá. Con trầm 40. Đấy, ok chưa? Các bác có thể ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhá. Số điện thoại luôn luôn sẵn sàng của bác 0374684491 nhá. Đấy, địa chỉ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cầu Diễn nhá các bác nhá. 0374684491, các bác có thể ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em. Rồi, chào các bác ở video lần sau.